Chào mọi người, cảm ơn tất cả mọi người đã tới kênh của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật chi tiết về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 chiều ngày 9 tháng 12 năm 2019. Hôm nay đội tuyển Việt Nam thì vẫn đứng ở top thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương. Và đội Thái Lan thì đã tăng tốc vượt qua Indonesia để giành vị trí thứ 3. Và đây là kết quả cụ thể được tính đến chiều ngày 9 tháng 12. Đội tuyển Philippines, đội chủ nhà, thì giành được 117 huy chương vàng, 87 huy chương bạc, 96 huy chương đồng. Đội tuyển Việt Nam với 70 huy chương vàng, 66 huy chương bạc, 84 huy chương đồng. Và đội Thái Lan đã vượt qua Indonesia để giành vị trí thứ 3 với 68 huy chương vàng, 82 huy chương bạc, 86 huy chương đồng. Và đội Lào và Đông Timor vẫn chưa giành được huy chương vàng nào. Và sau đây thì mình sẽ cập nhật những vận động viên đã giành được huy chương vàng trong ngày hôm nay, ngày 9 tháng 12. Huy chương vàng: Trần Ngọc Thúy Vi, aerobic; Phan Thế Gia Hiển, Bùi Minh Phương, aerobic; Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Chế Thanh, Vương Hoài Ân, aerobic; Nguyễn Thị Tâm, boxing. Hôm nay là ngày của aerobic anh em ơi, rất là vui. Huy chương bạc: Nguyễn Văn Lai, điền kinh; Võ Xuân Vĩnh, điền kinh; Nguyễn Tiến Cương, Nguyễn Văn Đầy, Thạch Phi Hùng, bắn cung; Châu Kiều Oanh, Nguyễn Văn Đầy, bắn cung; Đỗ Thành Nhân, karate; Đỗ Nhạ Uyên, boxing; Đào Lê Thu Trang, Ritsu; Nguyễn Văn Đường, Ritsu. Hôm nay đội tuyển Việt Nam khá thành công. Và chúng ta sẽ cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam để giành vị trí thứ 2 toàn đoàn. Mọi người thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.